Được chưa? Đây cái model nữa nè. Tôi hướng dẫn gỡ màn hình đeo 7420 nha. Sử dụng cốp không? Phải gỡ từ từ khớp, nó dán keo hai mặt vì nó có cảm ứng. Lấy hết keo ra thì nó mới ra được. Thank you.
kia. Đây, nó ra được cái màn hình. Rồi em hỏi bên chị Loan á, màn hình 12.5 của Dell 7420 bao nhiêu em? 7240 chứ.